truyền thống, hai nữa là nếu không có cái này cũng buồn, giống như cái tục thơ đó, càng nói là càng hay. Coi chú ý này cái bàn tay của ông như thế nào, ông bấm như thế nào thì mình phải nhớ muôn giải mãi mãi cho con cháu, cho con cháu giữ lại những cái điều sợ này, giữ để sau này nữa, nếu mà con cháu như hôm nay mà xung vây như vậy, lắng nghe như vậy, gói một cái là hắn tới điên để học là cái nào là có thể nếu giữ được. Hát bằng cảm xúc của mình, hát cho nó thoải mái trong cuộc sống, giữ lại cái bản sắc đấy để là sau này mình để truyền lại cho con cháu của mình để không mai một.